Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật dịp Tết Nguyên đán tại các đảo Nam Yết, Nhà Giàn JK1, 16 Phúc Tần, Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thăm chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa là hoạt động thường niên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mỗi dịp Tết đến xuân về, góp phần động viên bộ đội và nhân dân trên huyện đảo thêm yên tâm công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc tươi vui, đầm ấm, hạnh phúc. Tới thăm đảo Nam Yết thuộc xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác đã đến dâng hương tại tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và bia tưởng niệm anh linh 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma mùa xuân năm 1988. Kiểm tra kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hệ thống cơ sở vật chất, kế hoạch canh trực dịp Tết, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023 của đảo Nam Yết. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Tổng tham mưu trưởng vui mừng và đánh giá cao kết quả mà cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã đạt được. Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt canh giữ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, trong điều kiện xa đất liền, thường xuyên bị tác động bởi thiên tai, bão gió, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã luôn nỗ lực đoàn kết cùng một ý chí, xây chắc tình quân dân keo sơn gắn bó và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại nhà giàn JK1, 16 Phúc Tần, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ nhà giàn, kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đời sống bộ đội, đặc biệt là nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, ý chí quyết tâm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thông qua hệ thống thông tin liên lạc đã động viên chúc Tết hai tàu, tàu Trường Sa 21 và tàu 743 đang làm nhiệm vụ trên biển. Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 nói chung, nhà giàn JK1 16 nói riêng. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ nhà giàn tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Tổng tham mưu trưởng về việc xử lý các tình huống, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trước hết là phải làm tốt các cán bộ, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ nhân viên chiến sĩ của nhà giàn chúng ta. Vừa là các thái cực đó là vừa vinh dự, vừa trách nhiệm, chúng ta huấn luyện xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện đúng theo các chỉ thị của bộ, của các cơ quan của bộ, từ của bộ phòng, bộ tổng tham mưu, tổng cục chính trị, các tổng cục và của quân chủng. Cán bộ nhân viên chiến sĩ cấp nhất 15 giây phải như là anh em ruột thịt của đời dân tộc, cái này là phải coi như anh em ruột thịt, thì không được con tí gì để mà cái đầu cảnh này không được của đời dân tộc chính quyền. Như vậy đồng chí chỉ huy trưởng chính viên các chỉ phải linh hồn, phải là trung tâm đầu cảnh, và như tôi nói các chỉ phải nắm chắc hết toàn bộ hoàn cảnh điều kiện. Gặp gỡ quân dân địa phương, thay mặt đoàn công tác, Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân trên huyện đảo Trường Sa tiếp tục đoàn kết, không ngừng ra sức phấn đấu, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, góp phần xây dựng huyện đảo luôn mạnh về phòng thủ, tốt về đời sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình quân dân, khắc phục khó khăn trong bất cứ tình huống nào, cũng không để bị động bất ngờ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Trước mắt tập trung quan tâm chăm lo cho bộ đội và nhân dân có một cái Tết vui tươi, an lành. Gặp gỡ cán bộ chiến sĩ các đơn vị và nhân dân địa phương, đoàn công tác ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị của bộ, quy định hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo Tết cho bộ đội và nhân dân. Cùng với đó, các đơn vị cũng tích cực thường xuyên tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, xây dựng đảo trở thành chốt dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Chúng ta là cái lực lượng canh giữ bầu trời, canh giữ biển đảo cho Tổ quốc, bảo đảm cho nhân dân trong đất liền vui xuân đón Tết. Đây là nhiệm vụ, đây là trách nhiệm và cũng là vinh dự của mỗi chúng ta. Chính vì vậy tôi rất mong là các đồng chí, những đồng chí trực ở các vị trí thì phải trực một cách nghiêm túc. Những đồng chí nào không trực thì phải tổ chức cho bộ đội vui chơi, giải trí.
để tạo một cái không khí như cán bộ chiến sĩ ta được ăn Tết cùng với gia đình. Và đặc biệt ở đây thì chúng ta đã có các hộ gia đình ở đây đó. Thì tôi rất mong là chúng ta phối hợp lại để tổ chức cho quân và dân vui chơi, vui xuân đón Tết một cách đầm ấm, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao. Quân và dân huyện đảo Trường Sa bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Những món quà Tết của đoàn công tác chuyển tới góp phần làm cho Tết ở Trường Sa thêm đầm ấm, đầy đủ, chan chứa tình cảm biển đảo với đất liền thân thương. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực, là nguồn sức mạnh để quân và dân Trường Sa luôn kề vai sát cánh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.